Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn niềng răng nên ăn gì và kiêng gì. Thì đây chính là một cái chủ đề mà rất là nhiều các bạn khi niềng răng đặt câu hỏi và ba mẹ cũng đặt câu hỏi xem là gì, ăn gì và kiêng cái gì cho các bệnh nhân niềng răng. Thì tôi là bác sĩ Trung, tôi sẽ giải đáp cho các bạn và có những cái lời khuyên để giúp cho chúng ta có được cái chế độ dinh dưỡng tốt nhất trong cái thời gian niềng răng. Mục tiêu cuối cùng của cái quá trình ăn uống là giúp cho chúng ta ăn mà không bị bong các cái mắc cài. Đó chính là cái mục tiêu cuối cùng. Vậy thì niềng răng nên ăn gì? Là một câu hỏi tôi sẽ trả lời. Có 4 cái nhóm thực phẩm mà chúng ta được phân ra. Thứ nhất mà tôi khuyên các bạn ăn gì, ví dụ nhóm thực phẩm đầu tiên là sữa, súp hay là cháo, thì đây là nhóm thực phẩm mà rất là giàu dinh dưỡng cho chúng ta. Chúng ta có thể là gì? Ăn sữa chua, hoa quả, đúng chưa? Sữa chua thì rất là nhiều vitamin D rồi canxi, tất cả mọi cái giúp chúng ta rất là tốt trong cái vấn đề chúng ta liền răng. Rồi là súp, súp là những súp ví dụ như súp khoai, súp cà rốt, súp thịt bò chúng ta linh, thì những cái súp này rất là mềm và giúp cho chúng ta rất là tốt. Rồi buổi sáng chúng ta có thể ăn những cái món như phở, bún. Đấy là những cái nhóm thực phẩm mà giúp cho chúng ta rất là tốt. Nhóm thứ hai là thực phẩm ăn chính. Ví dụ chúng ta thường thích ăn cá. Cá là một cái món ăn rất là tốt khi chúng ta niềng răng. Và cá thì có thể là gì? Bổ sung vitamin rồi giúp cho trí thông minh tốt hơn. Cả protein. Đấy, cá rồi trứng. Đấy là trứng cái. Trứng chúng ta có thể chế món nhiều các loại món ăn khác nhau. Ví dụ trứng ốp lép. Rồi là trứng luộc. Đúng không ạ? Trứng kho. Đấy là những cái mà trứng nó giúp chúng ta bổ sung vitamin và khoáng chất rất là tốt. Còn thịt thì chúng ta phải cố gắng làm sao? Phải ninh nhừ ra. Chúng ta làm những món sốt vang, ví dụ thịt bò sốt vang để chúng ta làm. Chúng ta đừng có mua nhiều cái gân quá để chúng ta ăn. Đấy là những cái mà món thực phẩm chính. Cái nhóm thực phẩm thứ ba mà tôi khuyên các bạn nên ăn đó là rau. Rau thì là gì? Cung cấp vitamin và chất xơ cho cái hệ tiêu hóa rồi là gì, cơ thể của chúng ta. Nhớ rằng là gì, khi niềng răng bắt buộc vẫn phải ăn rau để nó tránh cái tình trạng là gì, bị nhiệt miệng. Vậy rau các bạn không nên ăn những cái thức ăn rau là gì quá dai, ví dụ rau cần hay những cái rau gì nó dai quá, như là tránh xa ra. Mà chúng ta ăn những loại rau, ví dụ rau mùng tơi, đúng không, hay là những quả mướp luộc rất là mềm thôi, đúng không, các rau củ quả nó mềm, chúng ta luộc kỹ lên chúng ta ăn. Thì đây chính là những cái vấn đề rau xanh. Chúng ta chọn những thức ăn, thực phẩm, rau làm sao mềm. Nhóm thứ tư mà tôi muốn các bạn đó là bổ sung hoa quả. Hoa quả thì các bạn ăn được tất cả các hoa quả, trừ cứng quá thôi. Những hoa quả mà cứng quá thì các bạn có thể là gì, bổ nhỏ ra. Những cái hoa quả rất là nhiều, ví dụ như là gì, bơ, mãng cầu, xoài, sầu riêng, rất là nhiều các món. Chúng ta muốn ăn được nhiều và tốt hơn, chúng ta có thể xay ra làm sinh tố. Ra quán thì chúng ta không uống cà phê, chúng ta không uống những cái thức ăn, thức uống khác, không uống coca, không uống cái gì, thì chúng ta uống sinh tố cho tôi. Thì đấy chính là cái những thực phẩm mà rất là tốt. Đấy chính là 4 cái nhóm thực phẩm mà tôi khuyên các bạn khi niềng răng thì nên lựa chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng như vậy để giúp cho chúng ta có được cái sức khỏe tốt nhất và tăng cường cái hàm lượng canxi, tăng cường hàm lượng vitamin cho cơ thể. Và câu hỏi thứ hai mà mọi người hay hỏi, kiêng ăn gì? Các bạn nhớ rằng mục tiêu cuối cùng là gì? Chúng ta kiêng ăn gì? Là để cho vấn đề mắc cài không bong khỏi răng. Đó là tiêu chí đầu tiên mà chúng ta làm. Nghĩa gì? Cắn để cho vấn đề không bị bong mắc cài. Bong mắc cài nó làm cho quá trình chúng ta làm sao? Di chuyển răng bị chậm đi. Vậy chúng ta kiêng ăn những cái gì trong cái vấn đề chúng ta liền răng? Thì cái thực phẩm đầu tiên mà tôi khuyên các bạn kiêng là những cái đồ cứng. Những cái đồ cứng, những kẹo cứng, rồi là những cái xương, hay là các bạn nào mà thích ăn những cái đồ cứng đấy, rồi những hoa quả cứng đấy, thì chúng ta cũng tránh ra. Hay là chúng ta hay có cái tật chúng ta cắn móng tay hay là gì, gặm cái đồ vật ấy, chúng ta tránh. Rồi là cắn bút, cái thứ mọi cái chúng ta phải tránh ra. Bởi vì rất là nhiều các bạn nhỏ, chúng ta cắn bút nó bị bong mắc cài. Cứ khi thấy răng nhức nhức cái thì chúng ta cho bút vào cắn, cắn và sẽ bong mắc cài. Đấy là cái mà chúng ta phải chú ý, là tránh cái tình trạng những đồ cứng. Những cái đồ dẻo, những cái kẹo dẻo quá chúng ta đừng có ăn. Hay là kẹo cao su chúng ta cũng tránh. Những cái đồ gì, đồ dẻo chúng ta không ăn.
và nó có thể làm bong mắc cài của chúng ta. Rồi những cái đồ vật, những cái thực phẩm mà dính. Dính là gì? Nó sẽ làm dính lại trên các bề mặt của cái mắc cài, khó vệ sinh. Từ đó nó làm cho vi khuẩn phát triển dẫn đến sâu răng. Vậy là chúng ta cũng nên kiêng chúng ta ăn ít. Cái thứ hai chúng ta kiêng đó là kiêng những thức ăn mà bám động nhiều. Bám động nhiều lên trên bề mặt răng. Ví dụ như là bánh sô-cô-la, chúng ta cũng tránh ăn, bởi vì nhiều khi những cái sô-cô-la, những cái tinh đường bột mịn nó bám chặt ở mắc cài, chúng ta vệ sinh hoài nó không ra. Đó là những cái thực phẩm nào mà nó bám dính nhiều trên cái bề mặt của chúng ta thì chúng ta tránh. Cà phê chúng ta cũng hạn chế uống, bởi vì nó làm cho làm sao lắng động các cái mảng bám màu, làm cho răng của chúng ta đổi màu, rất là khó vệ sinh trong cái quá trình niềng răng. Cách thứ ba là không ăn quá cái đồ nhiều đường. Những cái đồ gì quá nhiều đường, bánh kẹo chúng ta cũng hạn chế thôi, không ăn đồ ăn vặt quá nhiều đường, để tránh cái tình trạng sâu răng trong quá trình niềng răng. Thì trên đây là hai cái chuyên mục là gì? Ăn gì và kiêng gì cho các bạn niềng răng. Và tôi tin là nó là thông tin hữu ích cho tất cả các bạn mới niềng răng. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ cho các cái người thân của mình để chúng ta biết. Và các bạn niềng răng thì chúng ta nên xem video này để chúng ta có thể có được cái kết quả điều trị tốt nhất trong quá trình niềng răng. Và tôi là bác sĩ Trung Long Biên. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.